là hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức mở bán chuyến bay thẳng Hà Nội Cà Mau dần ngược lại. Các chuyến bay thẳng Hà Nội Cà Mau được hãng này khai thác từ ngày 29 tháng 4 tới với tần suất ban đầu 3 chuyến cứ hồi một tuần. Khung giờ khởi hành dự kiến là 7 giờ 5 phút cất cánh từ Hà Nội và 9 giờ 55 phút cất cánh từ Cà Mau trong các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần.